Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Cái gì vậy? giáo sư mình nói câu đó ra để thấy được con ngựa đã bỏ đi, cả đoàn kia đi theo. Tức là nó phải chậm thì người ta mới đuổi được nó, chứ nó nhanh. Vậy sao em không nghe người ta nói câu là phi nước đại hả? Phi, đúng. Câu đấy cũng là một ý hay. Các cỡ ngon mà. Ờ, thì nhanh quá sao tao bắt được. Nhanh quá sao tao bắt được. Ô, bắt được hết anh ơi, giờ nhanh cơ nào mà tao bắt được hết á. Em thử, em thiếu nợ đi, em chạy nhanh thì nhanh, tao bắt được không? Em không hiểu đâu, cho nên thôi, không có nên thử. Không có nên thử. Thưa quý vị, câu hỏi của chương trình của chúng tôi như sau: khi di chuyển, thứ nào có thể đạt vận tốc tối đa trên 100 km/h? Cá buồm. Hả? Cá buồm là... con báo, chi thà, dơi không đuôi, Mexico. Dơi không đuôi thì không biết luôn á. Con cá cờ, con ngựa, chim đà điểu, trái banh tennis khi giao bóng, vận động viên điền kinh Usain Bolt. Ôi. Đây, bây giờ mình nói cái con dưới nước trước, nãy giờ tranh cãi nè. Ừ, đúng rồi. Ở dưới nước mà 100 km/h là nó khủng khiếp lắm. Đúng. Đúng. Nhưng ở đây có một con cá. Con cá bùm với con cá cờ. Làm sao chạy nhanh dữ vậy? Con cá cờ hình như là người ta có ăn, đúng không? Cá cờ ngon mà. Ờ, thì nhanh quá sao tao bắt được. Nhanh quá sao tao bắt được. Ô, bắt được hết anh ơi, giờ nhanh cơ nào mà tao bắt được hết á. Em thử, em thiếu nợ đi, em chạy nhanh thì nhanh, tao bắt được không? Em không hiểu đâu, cho nên thôi, không có nên thử. Không có nên thử. Bây giờ mình tới cái con trên bờ là con báo. Con báo là như là 60-80 vậy. Cái vận tốc tối đa là nó chỉ cần lúc mà nó búng ra một phát một thì người ta sẽ tính cái thời điểm lúc đó thôi. Và con báo là lựa chọn chính xác. Con cá bùm. Thịt chất. Ngon lắm. Săn ngon. Về lựa trên cao không anh? Là lựa chọn chính xác. Wow. Hai phút cuối chọn luôn. 2-1. Hết giờ. Ui. Trời ơi. Bây giờ chúng ta tới trái banh tennis khi giao bóng nè. Lựa chọn trái banh tennis khi giao bóng có thể đạt vận tốc tối đa trên 100 km/h là lựa chọn chính xác. Đó. Trời ơi. Ok. Đây là một trong những đáp án dễ nhất của cái câu hỏi này. Yeah. Và đã từng có Samuel Groth giao bóng nhanh nhất 263 km/h. Thế là nó mà vô mặt mình là coi như là gãy xương. Nát mặt. Gãy xương luôn. Nát mặt luôn. Khủng khiếp lắm. Rồi, con gì nữa? Con ngựa. Con ngựa là một trong 10 loài động vật trên cạn nhanh nhất thế giới. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Cái gì vậy? giáo sư mình đúng. Nói câu đó ra để thấy được con ngựa đã bỏ đi, cả đoàn kia đi theo. Tức là nó phải chậm thì người ta mới đuổi được nó, chứ nó nhanh. Vậy sao em không nghe người ta nói câu là phi nước đại hả? Phi, đúng. Câu đấy cũng là một ý hay. Và lựa chọn ngựa không đạt được vận tốc 100 km/h là lựa chọn chính xác. Ôi trời, 4 câu. Vận động viên điền kinh Usain Bolt được mệnh danh là tia chớp, là người đã được rất nhiều huy chương vàng về chạy 100m của thế giới và hiện tại là ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá và đã gia nhập rất nhiều câu lạc bộ bóng đá rồi. Các bạn không lựa chọn và các bạn chính xác. Trời ơi. Chim đà điểu các bạn chọn là chạy hơn 100 km/h là một sự lựa chọn không chính xác. Vận tốc tối đa chỉ có 70 thôi. Con cá cờ không có nhanh vậy đâu. Cưng nhanh thì sao anh bắt được? Các bạn đã không chọn. Cá cờ em nghĩ là được rồi đúng không? Tại vì nó chạy rất là nhanh và để nó bơi, nó bơi, bơi em săn bắt mồi. Các bạn không lựa chọn cá cờ. Nó chơi 100. Các bạn không chính xác. Wow. Động vật nhanh nhất dưới nước là con cá cờ. Tốc độ là 112 km/h. Hàng chi thịt nó ngon quá. Wow. Dơi không đuôi Mexico chỉ có 96.6 km/h mà thôi. Oh. Các bạn không chính xác. Các bạn đã lựa chọn dơi không đuôi theo sự lựa chọn của anh ba chị bảy trong xe. Và hoàn toàn sai lầm. Không phải khó thực sự luôn á anh. Khó thực sự luôn á anh. Khó cái lắm. Gì tới nó cũng sẽ tới thôi anh. Mời các bạn. Ngày hôm nay với sự hỗ trợ của giáo sư Discovery ngồi bên kia,
thì cũng có một vài lúng cũng đã xảy ra. Dạ. Nhưng không sao, lỗi không phải là về mình, lỗi là về định mệnh. Dạ, cảm ơn các bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Không có chiếc xe hơi nhưng mà mình có thêm nhiều kiến thức. Dạ. Cảm ơn chị Thiện. Dạ. Cảm ơn anh Tú. Dạ. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Đưa Em Về Nhà. Hãy đến ngay 39 đại lý ô tô Suzuki trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.